vì sao Tô Đại sẽ mất cả chỉ lẫn chài và Tổng Đại sẽ ngồi lại tại đại hội lần thứ 14. Trong bối cảnh sóng gió của chính trường Việt Nam chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm, thậm chí có biểu hiện mất kiểm soát nghiêm trọng. Một số ý kiến cho rằng có những thế lực trong nội bộ của Đảng cố tình tạo ra tình trạng bất ổn để phục vụ cho mưu đồ chính trị. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hỗn loạn chính trị của Việt Nam hiện nay là do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không công khai minh bạch nhân sự kế nhiệm ông sau khi ông rút lui. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Đại tướng Tô Lâm. Ông Nguyễn Phú Trọng đã ngự trên ghế Tổng Bí thư gần 3 nhiệm kỳ, bất chấp việc này trái với điều thứ 17 của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, không cho phép Tổng Bí thư giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Chưa hết, có những đồn đoán cho rằng chính Tổng Trọng đã cố ý gây ra tình trạng hỗn loạn này với mục đích tạo cớ để ngồi lại nhiệm kỳ lần thứ 4. Những tin xấu về sức khỏe của ông Tổng là do phe ông Tổng Bí thư chủ động tung ra để mà đánh lạc hướng đối phương. Thực tế, những đồn đoán rất xấu về sức khỏe của ông Trọng, thậm chí là cho ông rằng đã qua đời trong năm 2023, đã được chứng minh là không đúng sự thật. Có một số ý kiến còn cảnh báo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nếu không khéo sẽ sập bẫy của Tổng Trọng. Bắt đầu từ thông tin chiều tối ngày 11 tháng 5, đoàn đại biểu Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm dẫn đầu đã về Nghệ An dự khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2024. Lãnh đạo Nghệ An đã đón đoàn rất long trọng. Hai lãnh đạo hàng đầu của tỉnh Nghệ An là Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy và Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch tỉnh, đã tranh thủ gặp riêng Tô Lâm tại khách sạn 5 sao Mường Thanh trên đường Quang Trung, thành phố Vinh để thể hiện sự ủng hộ trung thành tuyệt đối lâu dài đối với ông Tô Lâm. Sự kiện này được mạng xã hội đánh giá là Bộ Công an và ông Tô Lâm vào xứ Nghệ để thâu tóm chiến quả sau khi đã bình định thành công phe Nghệ An. Đây là điều khó có thể tin được. Kể từ sau đại hội lần thứ 12 với sự tiếp tay của Tổng Trọng, phe Nghệ An, Hà Tĩnh đã thâu tóm gần hết các vị trí quyền lực trong Đảng, trong bộ máy của chính phủ. Ví dụ như ông Phan Đình Trạc ngồi ghế trưởng ban nội chính trung ương đầy quyền lực, Trần Cẩm Tú thì ngồi ghế chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương. Họ sẵn sàng loại bỏ bất kỳ những ai dám chống lại Tổng Bí thư. Trưởng ban nội chính trung ương, ông Phan Đình Trạc. Các cán bộ chủ chốt nhiều quyền lực và hái ra tiền trong chính phủ như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đều do nhân sự của phe Nghệ Tĩnh quản lý. Đồng thời, những sai phạm của lãnh đạo phe Nghệ Tĩnh dường như dễ dàng được bỏ qua, không bị xử lý nghiêm. Theo giới phân tích, với việc nỗ lực điều tra các sai phạm với dàn lãnh đạo của phe Nghệ Tĩnh, Tô Lâm dường như muốn chứng minh sự thiên vị và bất bình đẳng trong kỷ luật của Đảng, của Tổng Trọng nhằm hạ uy tín và tiến tới là hạ bệ ông Tổng. Tuy nhiên, vỏ quýt dày thì lại có móng tay nhọn. Một nguồn tin cho Thời báo chấm D mới đây tiết lộ rằng Tổng Trọng chính là người đã chỉ đạo đánh tập đoàn Xuân Cầu của gia đình Tô Lâm. Theo nguồn tin, vụ đánh vào tập đoàn Xuân Cầu của người nhà Tô Lâm là do đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với vai trò là Bí thư Quân ủy Trung ương chỉ đạo, yêu cầu quân đội vào cuộc điều tra. Hội nghị Trung ương 9 sẽ khai mạc vào sáng ngày 16 tháng 5. Tại đó, khả năng rất cao sẽ quyết định việc ông Tô Lâm rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an để sang giữ chiếc ghế Chủ tịch nước. Một chiếc ghế có tiếng nhưng hầu như không còn quyền lực. Theo giới phân tích, ghế Bộ trưởng Bộ Công an sẽ trao cho ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương. Tin đồn cho rằng Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an sẽ giữ chức Bộ trưởng là hoàn toàn không có cơ sở, bởi hai ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an dứt khoát phải do Ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ. Lương Tam Quang mới là Ủy viên Trung ương Đảng, chưa có nhiều ảnh hưởng trong Đảng để mà quản lý Bộ Công an. Tổng Trọng và Đại tướng Phan Văn Giang. Nếu như vậy, ông Trọng đã thành công trong kế điệu hổ ly sơn, cắt đứt quyền lực của ông Tô Lâm. Theo quy định của điều lệ Đảng, viên phải phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Vì vậy, nếu Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua nghị quyết quyết định chọn ông Tô Lâm cho chức vụ Chủ tịch nước, thì ông phải phục tùng. Quan trọng hơn, trong khi bà Trương Thị Mai quyết định xin nghỉ sau khi kết thúc đại hội lần thứ 13, ông Phạm Minh Chính cũng sẽ yên vị với ghế Thủ tướng nhiệm kỳ tiếp theo. Giới phân tích cho rằng, vào lúc Trung ương phải quyết định phương án nhân sự chủ chốt, sẽ không còn một lựa chọn sở dĩ nào khác
ngoài ông Trọng cho vị trí Tổng Bí Thư. Ông Trọng sẽ điềm nhiên tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư với lời biện bạch quen thuộc rằng dù tuổi cao, sức yếu, năng lực có hạn, song không thể thoái thác nhiệm vụ Đảng và Nhân dân giao phó. Để thấy khả năng cao, Tô Lâm sẽ mất cả chỉ lẫn chài bởi chiêu nhất tiễn hạ song điều của Tổng Trọng. Ngược lại, Tổng Trọng sẽ đặt mục tiêu ngồi tiếp ghế Tổng Bí Thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tô Đại sẽ mất cả chỉ lẫn chài để Tổng Trọng ngồi lại tại Đại hội lần thứ 14. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao Trung Quốc sẽ không để yên và Tô Đại sẽ bắt đầu một giai đoạn đầy sóng gió? Không thể kéo dài tình trạng đất nước để trống vắng hai ghế quan trọng là Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội, đặc biệt là ghế Chủ tịch Quốc hội. Điều này khiến cho nền chính trị tại Việt Nam trở nên xấu xí trong mắt giới quan sát và các nhà đầu tư quốc tế. Vì vậy, kỳ họp thường niên của Quốc hội lần thứ 7 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5, có một nội dung quan trọng là bầu hai chức danh trên. Đó cũng là lý do để Hội nghị Trung ương 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc vào sáng ngày 16 tháng 5 tới đây. Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm. Có nhiều đồn đại khác nhau trên mạng xã hội của người Việt. Nhiều ý kiến cho rằng khả năng cao ông Tô Lâm sẽ bị ép ngồi vào ghế Chủ tịch nước với lý do để ông có đủ điều kiện ở lại trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội 14. Trong lúc chưa rõ ai sẽ thay thế vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Tô Lâm không nhận sự ủng hộ từ những thành viên còn lại của Bộ Chính trị. Hơn nữa, ông bị đánh giá là một chính khách không đủ đạo đức cũng như tư cách để trở thành một người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Đài phát thanh BBC Việt ngữ mới đây có bài viết với tiêu đề Chính trị Việt Nam biến động, tại sao lại nhắc tới Trung Quốc, trong đó đưa ra nhận xét như sau. Nhìn lại những tháng đầu năm nay có thể thấy rằng chính trường Việt Nam đang trải qua giai đoạn rung lắc dữ dội. Quan sát điều này, nhiều nhà phân tích quốc tế đưa ra nhiều đánh giá và câu hỏi tương lai của Việt Nam. Đột nhiên người anh em Cộng sản Trung Quốc được nhắc tới. Nhận xét của đài BBC không phải là mới, nhưng đây là phát hiện có ý nghĩa trong thời điểm này liên quan đến ứng viên cho chức Tổng Bí Thư, để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng đã già nua. Lãnh đạo Trung Nam Hải lâu nay đã can thiệp sâu vào nhân sự cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này trở thành một nguyên tắc bất di bất dịch từ sau hội nghị Thành Đô vào năm 1990. Người trở thành Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam dứt khoát phải được Thiên Triều chấp nhận. Đây là điều không thể đảo ngược. Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhân vật được đánh giá là có quyền lực vô đối và Tổng Trọng cũng phải dè chừng. Bằng chứng thì trong vòng có 35 ngày, Tô Lâm đã đánh gục hai nhân vật tứ trụ đầy quyền uy, hai học trò thân cận do tự tay Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng dìu dắt mà không hề run tay và sợ ông Trọng phật lòng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Vương Đình Huệ. Việc Bộ trưởng Tô Lâm lên kế hoạch và ra tay hạ bệ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ứng viên số 1 chiếc ghế Tổng Bí Thư, trong và sau chuyến thăm Bắc Kinh cấp nhà nước của Huệ là một điều phạm thượng. Với chiến thuật nhanh chóng bất ngờ, Tô Lâm lập tức cho công bố tin bắt trợ lý của Chủ tịch Quốc hội với cáo buộc nhận 2,2 nghìn tỷ đồng tiền hối lộ. Từ tập đoàn Thuận An, một sân sau của phe Nghệ An. Hơn thế nữa, Chủ tịch tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng còn được cho là cháu của Vương Đình Huệ. Với những tài liệu được truyền thông nhà nước thông báo công khai, cộng thêm các bằng chứng xác đáng không thể chối cãi, đã khiến Trung Nam Hải phải ngậm bồ hòn làm ngọt và nuốt hận vào trong. Nhưng chắc chắn Bắc Kinh sẽ không để cho Tô Lâm được yên. Việc Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vi bất ngờ sang thăm Việt Nam trong vai trò trung gian hòa giải được đánh giá là giải pháp còn nước còn tát trước khi Bắc Kinh tung đòn trừng phạt mạnh mẽ. Nhiều ý kiến phản bác quan điểm trên, dẫn thông tin từ báo Công an Nhân dân cho biết, khi gặp ông Trần Tư Nguyên, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc tại Hà Nội,
vào ngày 10 tháng 1, Tô Lâm đã đề nghị như sau. Lãnh đạo Công an Trung Quốc giúp đỡ về lý luận và thực tiễn trong việc duy trì vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, cũng như các cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, chống tham nhũng, bảo vệ tuyệt đối vị trí cầm quyền của đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Dẫn chứng này củng cố lập luận cho rằng Trung Quốc đã nhắm Tô Lâm cho vị trí quyền lực hàng đầu của Việt Nam. Tổng Trọng và Chủ tịch Tập Cận Bình. Cũng đừng quên thỏa thuận của Tô Lâm chỉ là sự cam kết giữa hai bộ trong hai chính phủ, hai nhà nước cùng đi theo mô hình nhà nước công an trị. Hơn nữa, chưa bao giờ Tô Lâm được tiếp kiến Tập Cận Bình một cách chính thức. Trong quá khứ, bài học của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, muốn nhân vật đầy quyền lực của Đảng Cộng sản do đã làm phật lòng Thiên Triều, Bắc Kinh đã phát động một cuộc chiến tranh quy mô lớn để dạy cho Việt Nam một bài học. Nói thế để thấy ông Tô Lâm phải hết sức cẩn thận vì đã có hành vi được cho là hỗn hào, vuốt mặt không nể mũi với Bắc Kinh. Những điều vừa kể trên cho thấy đã bắt đầu một giai đoạn đầy sóng gió với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong cuộc chơi vương quyền. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Trung Quốc không để yên và Tô Lâm sẽ bắt đầu một giai đoạn đầy sóng gió. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.